Động thái mới nhất của Hoài Lâm gây xôn xao. Cư dân mạng đang xôn xao trước việc Hoài Lâm có đang từ bỏ nghệ danh gắn liền với tên tuổi của mình để chuyển sang hoạt động âm nhạc với tên thật. Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi Hoài Lâm bất ngờ đăng tải poster buổi biểu diễn sắp tới. Điều đáng chú ý là anh sẽ sử dụng tên thật của mình Tuấn Lộc thay vì nghệ danh quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, Hoài Lâm viết, xin hân hạnh giới thiệu giọng ca Tu Lô, đồng thời chia sẻ thêm rằng anh vẫn đi hát bình thường, chỉ khác là Tuấn Lộc hát thôi. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ tò mò và đặt câu hỏi liệu Hoài Lâm có đang từ bỏ nghệ danh gắn liền với tên tuổi của mình để chuyển sang hoạt động âm nhạc với tên thật. Được biết, nghệ danh Hoài Lâm là do nghệ sĩ kỳ cựu Hoài Linh, cha nuôi của anh đặt cho. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ hiện chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm về việc thay đổi này. Hoài Lâm từng là hiện tượng của làng nhạc Việt khi đăng quang quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014, mở ra một sự nghiệp ca hát đầy triển vọng với chất giọng ngọt ngào và ngoại hình điển trai. Anh nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng, chạy sâu khắp trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của Hoài Lâm lại gặp nhiều sóng gió. Sau khi công khai yêu Bảo Ngọc, cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc vào năm 2017, nam ca sĩ dần rút lui khỏi sân khấu. Đến cuối năm 2018, anh bất ngờ tuyên bố dừng ca hát để về quê chữa bệnh. Trong thời gian này, Hoài Lâm làm nhiều công việc như giao hàng, chạy xe công nghệ để mưu sinh. Cuối năm 2019, Hoài Lâm và vợ cũ Bảo Ngọc chính thức đường ai nấy đi. Sau đó anh chọn cuộc sống ở ẩn tại quê nhà Vĩnh Long. Chỉ trong vài năm, hình ảnh rạng rỡ của Hoài Lâm thay đổi đáng kể khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Tuy vậy, từ năm 2021 đến nay, Hoài Lâm dần trở lại các hoạt động nghệ thuật. Anh nhận show diễn, thường xuyên live stream giao lưu và hát tặng khán giả. Dù ngoại hình không còn như trước, chất giọng kỹ thuật và cảm xúc của Hoài Lâm vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.